Bão số 3 gây thiệt hại khoảng 40.000 tỷ đồng, 348 người thiệt mạng, mất tích. Theo Cục Quản lý Đề Điều và Phòng chống thiên tai, tính đến ngày 15 tháng 9, do ảnh hưởng của bão số 3, mưa lũ, sạt lở đất đã khiến 348 người thiệt mạng và mất tích, trong đó có 281 người thiệt mạng và 67 người mất tích. Lào Cai là địa phương thiệt hại nặng nhất khi có tới 118 người thiệt mạng, 50 người mất tích. Cao Bằng có 53 người thiệt mạng, 5 người mất tích. Yên Bái có 53 người thiệt mạng, một người mất tích. Quảng Ninh có 25 người thiệt mạng. Ngoài ra, tại các tỉnh Hải Phòng, Hải Dương, Hà Nội, Hòa Bình, Lạng Sơn, Bắc Giang, Tuyên Quang, Hà Giang, Lai Châu, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Sơn La, Thái Nguyên, Thanh Hóa đều có người thiệt mạng và mất tích. Theo Cục Đường Bộ Việt Nam cho biết, tính đến hết ngày 14 tháng 9, có 4.177 vị trí đoạn đường bị thiệt hại và ảnh hưởng trong đó có 3.924 vị trí bị thiệt hại do sạt lở đất, sụt nền đường, đứt đường và hư hỏng cầu cống, 253 vị trí mặt đường bị ngập nước, hàng trăm biển báo hiệu đường bộ bị gãy, đổ và nhiều hư hại khác cần được sửa chữa và thay thế. Đáng lưu ý, ở Phú Thọ xảy ra sập hai nhịp cầu Phong Châu. Ngoài ra, do mưa lũ, nước dâng cao, chảy xiết, bốn cầu khác trên một tuyến quốc lộ đã phải dừng khai thác. 820 vị trí ách tắc giao thông, trong đó có 567 vị trí do sạt lở, sụt nền đường hư hỏng cầu cống và 253 vị trí do nước lũ dâng. Theo báo cáo thống kê của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ước tính sơ bộ chưa đầy đủ, thiệt hại về tài sản do bão số 3 gây ra khoảng 40.000 tỷ đồng. Trong đó, khoảng 257.000 căn nhà, 1.300 trường học và nhiều công trình hạ tầng bị sập đổ, hư hại, 305 sự cố đê điều, chủ yếu là các tuyến đê lớn từ cấp 3 trở lên. Trên 262.000 hecta lúa, hoa màu, cây ăn quả bị ngập úng, thiệt hại, gãy đổ, 2.250 lồng bè nuôi trồng thủy sản bị hư hỏng, cuốn trôi, gần 2,3 triệu gia súc, gia cầm bị chết và gần 310.000 cây xanh đô thị gãy đổ. Tác động của cơn bão số 3 đã khiến tốc độ tăng trưởng 6 tháng cuối năm 2024 của cả nước và nhiều địa phương dự báo chậm lại. Tăng trưởng GDP quý 3 của cả nước có thể giảm 0,35%. Q4 giảm 0,22% so với kịch bản không có bão số 3. Theo bộ kế hoạch và đầu tư, ước tính năm 2024, GDP có thể tăng 0,15% so với kịch bản ước tăng trưởng có thể đạt 6,8 đến 7%. Trong đó, khu vực nông, lâm, thủy sản giảm 0,33%, công nghiệp và xây dựng giảm 0,05% và dịch vụ giảm 0,22% tốc độ tăng trưởng GRDP năm 2024 của nhiều địa phương như Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Lào Cai giảm hơn 0,5%. Nhiều tuyến đường bị ngập lụt, hư hại, khiến hoạt động lưu thông, nhất là đường bộ và đường sắt bị đình trệ cục bộ.